được nghiên cứu phát triển trên quá trình R&D nghiêm ngặt với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trình độ chuyên môn cao, chế tác trên dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến nhất dưới sự kiểm soát chất lượng của các chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc, tạo ra những sản phẩm hoàn hảo trên từng chi tiết. Bếp điện từ Sunhouse SHD 6149, Sunhouse SHD 6861, sản phẩm made in Việt Nam, phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của gia đình Việt. Hiện đại, tiện lợi, an toàn tuyệt đối. Bếp từ đơn Sunhouse SHD 6149, công suất 1800W, nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt, dễ dàng sử dụng. Bếp từ cảm ứng Sunhouse SHD 6861, phiên bản nâng cấp, công suất lớn 2000W. Siêu mỏng, siêu tiện dụng. Cả Sunhouse SHD 6149 và Sunhouse SHD 6861 được trang bị thêm mầm đồng nguyên chất, làm nóng nhanh, truyền nhiệt đều, nấu nướng nhanh, không làm nóng mặt bếp, căn bếp luôn mát mẻ, không còn nóng nực. Tự động ngắt nhiệt khi quá nhiệt, đảm bảo an toàn, bếp bền hơn, không lo cháy nổ. Bếp từ đơn Sunhouse SHD 6149 được thiết kế mặt kính cường lực, chắc chắn, bền bỉ, chịu lực chịu nhiệt đến 600 độ C, 7 chế độ nấu cài đặt sẵn. Dễ dàng chọn mức công suất phù hợp với món ăn, chỉ với một thao tác, không tốn công. Bảng điều khiển cơ dễ dàng sử dụng với mọi nhà. Màn hình LED dễ dàng theo dõi mức nhiệt độ, công suất hoạt động của bếp. Luôn đề cao tính tiện lợi, bếp được trang bị thêm tính năng hẹn giờ tắt đến 3 giờ. Lựa chọn thời gian nấu phù hợp cho món ăn. Sau đó bạn có thể tận dụng thời gian để dọn dẹp hoặc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Bếp từ đơn cảm ứng Sunhouse SHD 6861, phiên bản nâng cấp hoàn hảo, hiện đại hơn, đa dạng tiện ích hơn. Thiết kế siêu mỏng, mặt kính cường lực toàn phần cao cấp, hạn chế chảy xước, dễ dàng làm sạch, chịu lực, chịu nhiệt tốt hơn, tiện dụng với bảng điều khiển cảm ứng nhạy bén, nấu nướng nhanh chóng chỉ với một chạm. Tương tự Sunhouse SHD 6149, bếp từ Sunhouse SHD 6861 được trang bị đa chức năng nấu nướng, thông minh, lên đến 8 chế độ nấu tự động và chế độ hẹn giờ tắt đến 3 giờ. Chức năng khóa trẻ em an toàn hơn, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ và người già. Hệ thống quạt tản nhiệt đối lưu sau và hai bên hông, bếp hoạt động ổn định hơn, gia tăng tuổi thọ của bếp. Nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Việt, thiết kế phù hợp hơn cho căn bếp Việt, nấu ăn nhanh, gọn nhẹ, an toàn cho người sử dụng, hiệu suất sử dụng cao. Bếp từ đơn Sunhouse SHD 6149 và Sunhouse SHD 6861, người bạn đáng tin cậy của Triệu gia đình.